Cơn Điện Tử Giao Phát xin chào anh chị ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến trại heo của anh Phát ở Long Khánh, Đồng Nai để giao cho anh một cái cưng heo điện tử cảm biến trên 4 con anh chị nha. Đây là đầu tiên là khi mà mình đặt vô chỗ nào á thì thấy rõ hết trơn, có gì tay ở cái chân bên phải quên, còn cái chân này để chân tăng đưa thì ví dụ như đang mặt bên này thì anh có tăng đâu thôi ha, dài không cái thằng nó dài không, nó cũng được 20 tại vì nó mặt bên cái độ mặt bên của nó cũng khoảng cỡ này thôi chứ không có nhiều, mà nó mặt bên thì cân nó chính xác thôi. Đây là cái đầu cân. Cái này là cái đầu của tôi, quay lại luôn đi chứ. Là bằng trứng biết tò. Rồi, tắt lại nha. Rồi, rồi. Con, khi mình cân một con lên, khi mình khởi động á, thì mình đừng có đụng vô cái khung cân ở trong. Đang khởi động đúng không? Dạ, đang khởi động thì mình đừng có đụng tới cái cân. Để lên cái điện zero cân. Còn đây là cái đầu in của nó. Khi nào mình muốn in á, mình cọt đây là sao, nó có cái công tắc. Mình mở nó lên, mình có in được. Lên. Rồi về không mình bắt đầu cân vô tắt. Tắt đâu à đây à, dạ. In nhưng mà có giấy mình được chứ? Dạ nó có giấy sẵn ở trong đây anh. À, bao lâu thì hết? À, mình in cái cuộn giấy nó cũng nhiều lắm. Anh in cái khoảng cả tháng nó mới hết được cái cuộn giấy đó. Nếu mà anh in liên tục á. Hết mũ đâu? Hết thì bên em cũng có bán. Thì cuộn giấy nó chỉ có 11.000 một cuộn thôi anh. Rồi cái người thao tác cân thì sẽ đứng bên này. Ở đây là cái đường luồng heo vô. Nè anh ha. Heo vô, rồi luồng heo vô xong mình sẽ đóng cửa lại. Đóng cửa này mình mở cho mình ra. À, rồi bây giờ anh cân thử, ví dụ như mình làm một lần cho anh coi luôn ha. Rồi ok. Anh nhờ em vô có gì đâu đúng không? Dạ. Anh ơi cho em biết kiến như nè. À, anh sẽ đứng lo đứng mở cửa, anh Mạnh sẽ làm con heo giùm em. Được chưa? Rồi, anh đứng ở đây anh thao tác cho mình nghe nè, anh mở cửa ra. Rồi. Rồi đóng cửa lại. Đóng cửa lại á. Cái số cân nó ổn định á, nó sẽ có cái dấu này. Rồi. Cái dấu ổn định cân thì lúc đó anh muốn in, thì anh đấu anh đấm cái dấu mấy dấu chấm này thì nó sẽ in ra cho anh. Rồi, khi in ra rồi thì anh sẽ lùa heo ra, cầm cái này dở lên. Rồi ra đi ạ. Còn mấy kia thì ngon thôi. Rồi đóng cửa lại. Rồi xong, mấy mâm mít thôi à. Rồng lứa thứ hai anh cũng làm vậy luôn rồi luôn vậy đó. Anh Mạnh ơi. Bè vô thử đi coi nhiêu ký. Rồi chính xác rồi. Rồi chính xác không chứ sao không có 55 kia à. Rồi đóng cửa lại. Tù này cân 2 con á anh. Dạ 4 con luôn á. Rồi, nhiêu ký mẹ? Đây 65 kg cũng được. Rồi anh bắt nhau in nữa tìm em. Rồi tiếp tục. À. Là chừng nào mình không lấy là mình sẽ xé ra đúng không? Dạ đúng rồi, không không, để đi làm xong. Rồi ví dụ như mình cân thêm một lần nữa đi. Rồi mình cân thêm một lần. Rồi, 3 lần in. Rồi, chùa heo ra. Rồi, khi nào mình muốn xăng cái xe đó, mình không có cưng theo cái lưới nào nữa, thì mình muốn in tổng cộng. Muốn in tổng cộng thì anh bấm cái dấu sao giùm em một cái. Bấm dấu sao. Rồi, N3 là nãy giờ mình cưng 3 lần. Rồi, anh bấm nó dấu chấm này để cho nó in tổng cộng. Khi mà in tổng cộng xong, thì cái dữ liệu 3 lần cưng đó nó sẽ xóa hết. Những lần cưng tiếp theo của anh là nó tính lại lần đầu. Rồi, mình lấy cái đây trong cái bill nó sẽ hiện ngày hay là 28/12 lúc 10:51 lần thứ nhất anh cân 55 kg, lần thứ hai 65, lần thứ ba 55 kg, còn chữ T này là tổng cộng 3 lần thì tổng cộng là 175 kg. Rồi lần tiếp theo lên cân nó sẽ hiện lại từ đầu là ngày tháng, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư đó anh cân bao nhiêu lần. Còn nếu mà anh không muốn in ra mà anh muốn xóa cái dữ liệu này á thì anh muốn dấu sao luôn này, không là hồi nãy mình xóa hết rồi nè, thì anh muốn in ra thì anh bấm dấu zero này về thì nó cũng xóa hết cái dữ liệu đó luôn, là mình không cần in ra. Rồi rồi trong cái quá trình cân, ví dụ như heo nó lên nó bị ra hay là gì đó, ví dụ nó có lên 1-2 kg hay gì đó đi, nó lên 1 kg hay âm hay gì đó thì anh cứ bấm zero lại giùm em một cái đó, bấm zero lại cái rồi anh in anh thả ra anh sẽ một. Cái này không cần in đâu, cũng không cần in nhiều lắm đâu anh, không hay nếu mà anh không in á, anh không in thì anh tắt.
Chúng ta đã vừa xem qua cân heo điện tử cảm biến trên, cân được 4 con heo thịt mà cân điện tử Giao Phát giao cho trại heo Anh Phát ở Long Khánh, Đồng Nai. Anh chị xem xong video này mà cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Cân tự Giao Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân tận trại đến anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.